Một chiếc robot không chỉ tự động hút bụi mà còn tự động đổ rác. Chào, hôm nay thì Mai sẽ giới thiệu đến cho các bạn một chiếc robot hút bụi đến từ thương hiệu MyDear, và nó có thể có khả năng tự đổ bụi và rác hút được nhờ vào đế sạc kim thùng gom rác này. Chiếc đế sạc 2-in-1 này chính là thứ tạo nên sự khác biệt giữa model MyDear S8 Plus này với đa số các sản phẩm khác ở trên thị trường. Các bạn cứ hiểu nôm na, nó cũng là một chiếc máy hút bụi nhưng mà được thiết kế cố định và chỉ hút bụi từ robot mà thôi. Với hai đường cấp khí và thoát khí, khi robot quay về đế sạc thì thùng gom rác sẽ tự động hút hết bụi từ hộp bụi của robot và chứa trong túi đựng bên trên có dung tích khoảng 2,5 lít. Như vậy thì mình không cần phải tự tháo hộp chứa bụi của robot ra để đổ sau mỗi lần vệ sinh nữa, mà còn có thể để dồn lại khi nào mà túi đựng đầy thì mình sẽ thay. Phần túi đựng này nếu sau khi sử dụng mà vẫn còn nguyên vẹn thì chúng ta có thể tận dụng để sử dụng tiếp. Hãng có tặng kèm chúng ta thêm 2 túi đựng sơ cua, phòng trường hợp túi bị rách sau thời gian dài sử dụng. Tiện ích lớn nhất của thiết bị này đó là chúng ta không cần phải tiếp xúc với bụi mịn nữa khi mà phải tự tay mở cái hộp chứa bụi của robot ra để đổ sau mỗi lần mà mình vệ sinh giống như những cái dòng sản phẩm khác. Một cái điểm trừ đó là cái độ ồn của thiết bị này khi nó hoạt động thì sẽ rất là lớn. Nhưng mà bởi vì nó có công suất hút lên tới 19.000 Pascal để có thể hút hết các vật có trong hộp chứa bụi của robot, cho nên thì Mai cũng tạm thời chấp nhận cái độ ồn của chiếc máy này. Chúng ta có thể điều chỉnh được tần suất hút bụi tự động hay thời gian hút của thùng gom rác thông qua ứng dụng M Smart Home của MyDear. Nếu muốn thùng gom rác luôn, không theo thiết lập sẵn thì có thể chọn hút bụi thủ công. Quay trở lại với chiếc robot của chúng ta, chiếc robot dày chỉ khoảng 10cm, nhờ đó mà có thể hoạt động tốt ở các vị trí như gầm tủ, ghế sofa. Nhưng với các loại sofa thấp hơn thì các bạn lưu ý xem có vừa với robot hay không nha. Robot được trang bị 2 chổi quét phụ để quét bụi vào phạm vi hoạt động của chổi quay chính, nên sẽ ít bỏ sót các vị trí chân bàn hay các góc tường. Mở nắp lên là hộp chứa bụi của robot có dung tích khoảng 400ml, máy sử dụng bộ lọc HEPA để lọc các hạt bụi mịn. Còn phía sau là hộp đựng nước và dẻ lau sàn. Chất liệu mặt trên của robot là từ nhựa trơn. Mai đánh giá cao về độ hoàn thiện của chất liệu nhựa trơn này hơn là so với chất liệu nhựa nhám, bởi vì sau một thời gian hoạt động đó thì robot nó cũng sẽ bị bám bụi từ môi trường bên ngoài, và nếu như làm bằng chất liệu trơn láng thì mình sẽ dễ dàng để vệ sinh nó hơn. Có một thứ nữa mà Mai thấy khá là ưng, đó là công nghệ cảm biến thông minh bằng laser được trang bị trên chiếc robot hút bụi MyDear S8 Plus này. Nhờ có tia laser dò đường và định hình không gian để hoạt động, cho nên là khi mà Mai bỏ em robot này vào một cái môi trường mới thì nó cũng không mất quá nhiều thời gian để vẽ bản đồ. Với không gian rộng tầm 10m² thì robot mất khoảng 30 giây đến 1 phút để phát thảo sơ không gian của căn phòng. Và khả năng né vật cản cũng như là chuyển hướng khi gặp tường của S8 Plus cũng khá tốt, ngay cả lần đầu tiên dọn dẹp. Khi gần đến tường, robot tự dừng lại vừa sát mép rồi chuyển hướng, nên hạn chế được tối đa va chạm nhờ vào cảm biến bằng laser. Trước đây thì Mai có từng sử dụng cái dòng mà robot cảm biến va chạm, tức là nôm na cái dòng robot này nó sẽ phải va chạm với vật cản rồi sau đó mới định hình được một cái không gian hoạt động. Và dù có trang bị cơ chế giảm xóc nhưng mà sử dụng một thời gian lâu dần á thì ít nhiều nó cũng sẽ làm trầy xước cái bề mặt của robot, và chưa kể là việc vẽ bản đồ bằng cảm biến va chạm thì nó sẽ còn lâu hơn so với là laser. Cùng là một không gian khoảng 4m², robot sử dụng cảm biến va chạm mất khoảng 17 phút để quét xong lần đầu tiên, trong khi S8 Plus sử dụng laser thì chỉ mất khoảng 8 phút thôi. Số lượng bản đồ mà chiếc robot này có thể ghi nhớ được đó là 3, tương ứng với 3 khu vực hoặc là 3 tầng khác nhau. Mình có thể cho robot hút bụi theo từng phòng hoặc thậm chí là giới hạn một khu vực nhất định để robot chỉ hoạt động trong khu vực đó thôi. Ngược lại, ví dụ có những khu vực có quá nhiều đồ linh tinh mà mình chưa dọn được, robot đi vào đó có khả năng bị mắc lại thì có thể chọn khu vực cấm hoặc tạo tường ảo để robot chừa lại khu vực đó khi dọn dẹp. Với lực hút của S8 Plus thì khi mà Mai test chiếc robot này trên bề mặt thảm đó thì nó vẫn có thể hoạt động tốt được. Tuy nhiên, đối với những bề mặt thảm có diện tích nhỏ không được cố định với sàn thì khi robot xoay chuyển hướng rất dễ xảy ra trường hợp các mép thảm sẽ bị cuốn theo. Cho nên Mai thấy là chúng ta chỉ nên sử dụng robot để hút trên những cái bề mặt thảm lớn và ít bị xê dịch thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Và có một cái điều lưu ý là khi mà các bạn hút ở trên cái bề mặt thảm đó thì chúng ta nên tắt cái tính năng mà lau nhà của robot đi để tránh cho nước có thể làm hư hại cái bề mặt thảm của bạn. Và có một cái điều tiện hơn nữa nha, là các bạn còn có thể cài đặt khu vực mà đến đó thì robot nó sẽ tự tắt cái tính năng lau nhà của mình đi, và các bạn không cần phải theo dõi xem là robot khi nào nó sẽ đến cái khu vực trải thảm.
Với bề mặt sàn thì chiếc robot này còn có thêm tính năng lau rung, sẽ sử dụng được khi đổi qua bộ dễ lau chuyên dụng đi kèm với hộp. Bên trong hộp chứa nước có motor điện để rung hai phần dễ lau riêng biệt, giả lập thao tác tay của chúng ta. Nhờ đó độ cọ sát với sàn sẽ tăng, giúp dễ dàng loại bỏ các vết bẩn cứng đầu hơn. Dung tích của hộp chứa nước lau rung là 150ml, còn của hộp chứa nước thường đó là 200ml, và cả hai hộp chứa nước này nó đều sử dụng bơm điện tử. Vì vậy thì các bạn chúng ta có thể tùy chỉnh được cái lượng nước bơm vào dễ lau thông qua app em Smart Home. Với ứng dụng em Smart Home này thì mình còn có thể tùy chỉnh được các chế độ dọn dẹp của robot. Chế độ tinh là chế độ mà robot sẽ giảm công suất hoạt động xuống để tiết kiệm pin, nhưng đổi lại thời gian hút sẽ lâu hơn. Ngược lại, chế độ hiệu quả cao, robot sẽ hoạt động với công suất cao hơn. Còn ở chế độ thảm, robot có thể nhận biết được bề mặt thảm để tăng lực hút và thời gian hút để loại bỏ bụi sâu bên dưới thảm. Mình còn có thể điều chỉnh lực hút thủ công. Chiếc robot hút bụi này có độ ồn phát ra tương đối nhỏ so với các dòng máy khác. Có một tính năng mà Mai rất là khuyến khích các bạn sử dụng khi mà mua chiếc robot hút bụi này, đó là tính năng dọn dẹp theo lịch. Với tính năng này, chúng ta không cần phải mở robot chạy mỗi ngày, cài một lần là cứ tự vào giờ đó, robot sẽ hoạt động theo các thiết lập sẵn. Hết chu trình dọn dẹp, robot sẽ tự quay về để sạc. Với dung lượng pin khoảng 5200mAh, robot có thể hoạt động liên tục trong vòng 3 tiếng và cũng mất khoảng 3 tiếng để sạc đầy. Nếu trường hợp robot đang dọn dẹp mà hết pin thì nó sẽ tự quay về sạc và tiếp tục công việc còn dang dở sau khi sạc xong. Nhờ vậy mà chúng ta có thể an tâm cài đặt sẵn và đi làm, và sau khi mà mình quay trở về nhà thì robot đã dọn dẹp xong theo chu trình rồi. Phần bánh xe của S8 Plus có một độ nhúng theo mình đánh giá là sâu hơn các dòng robot khác, nên leo qua các vật cản cũng có phần dễ dàng hơn. Ngay cả phần đế sạc của robot, trong trường hợp bị vướng, robot cũng có thể dễ dàng chạy qua. Dòng S8 Plus này của MyDear còn được tích hợp loa để cho robot có thể thông báo ngắn gọn trước mỗi chu trình. Khá bất ngờ là còn có cả tiếng Việt nữa nha. Được trang bị tương đối đầy đủ các tính năng của một chiếc máy robot hút bụi hiện nay, như là tự động đổ rác nè, cảm biến laser nè, lau rung nè, cho nên thì giá thành của chiếc máy hút bụi S8 Plus đến từ thương hiệu MyDear này nó cũng không mấy dễ chịu với đa số người dùng. Tuy nhiên Mai nghĩ rằng nếu như mà bạn có cái tài chính nó ổn định một chút xíu và mình muốn đầu tư một chiếc máy robot hút bụi loại tốt để có thể làm sạch không gian sống của mình hàng ngày, thì chúng ta có thể cân nhắc về dòng MyDear S8 Plus này nha. Và để khi mà khách đến nhà chơi đó thì bạn có thể an tâm rằng nhà của mình lúc nào cũng sạch sẽ. Và ngoài ra thì khách mà nhìn thấy cái em robot hút bụi này á thì sẽ trầm trồ về cái độ chịu chi của bạn. Và thêm nữa là các vị sếp, Mai nghĩ là chúng ta cũng nên đầu tư một chiếc robot hút bụi trong văn phòng riêng của mình, vừa để tăng cái độ sang trọng cho văn phòng của mình, giúp cho văn phòng của mình lúc nào cũng được sạch sẽ. Và ngoài ra thì cũng hạn chế cái việc mà người ngoài sẽ đi vào và dọn dẹp phòng của mình. Đó, nó sẽ tăng cái độ riêng tư của chúng ta. Rồi, đó là tất cả những cái trải nghiệm của Mai ngày hôm nay về chiếc máy hút bụi S8 Plus đến từ thương hiệu MyDear. Không biết là các bạn còn có thêm thắc mắc gì nữa hay không thì hãy để lại ở phần bình luận bên dưới cho Mai và Điện Máy Xanh cùng biết với nha. Về thông tin giá của sản phẩm Mai có để thêm ở phần mô tả đó, các bạn có thể tham khảo qua nhé. Đừng quên để lại một like và một subscribe cho Điện Máy Xanh để ủng hộ nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.